À, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay cầm cái máy quay nói linh tinh luyên thuyên, nói cho vui vậy ạ. Chả có gì anh em thông cảm. À, đùa về anh em vậy ạ. Hôm nay thì mình được anh này. Đấy, nè nè, đấy thấy không? Còn anh đang anh này sao? Hành phải không? À, là anh chủ kênh của Hải Quản TV. À, thì mình đây là lần đầu tiên mình vào miền Tây thì cũng bớt một ít chút thời gian đi vào đây để giao lưu về anh em. Thì hôm nay đến đây thì mình được anh Hải mời nhậu nha anh em. Mời nhậu ạ, nhớ ạ, mời nhậu ạ. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Mời nhậu, nhậu với bia nha, không phải nhậu rượu à. Thì hôm nay bữa nhậu hôm nay thì mình cũng qua xin một ít thời gian để quay về là người đẹp Huỳnh Như. Tiếp theo tới người đẹp Như Huỳnh nữa. À quên, anh Lê hay nói cái gì nhỉ? Hot Girl 18 cộng ha. Hot Girl 18 cộng sùn răng, nhưng mà hôm nay nấy à, chỉ có mình là người đầu tiên quay được Hot Girl 18 cộng đéo tin. Có răng nha, không tưởng mở bia rung răng này. Để hạ ngay lên. Rồi tiếp theo là bạn Duy. Chào các anh chị đang xem video của anh Tây Nguyên Phúc nha. Em là Duy Thời Sự. Đến từ quận Bình Thạnh, quận Bình. Lần đầu tiên em về miền Tây. Ghé nhà anh Hải Quán, quen Hải Quán cái. À, chào các bạn. À, bữa nay có hai đứa em ở xa, nói chung ở xa lại thăm hải quán rất là vui, tại vì không vui thiệt. Thì mong các bạn nhớ ủng hộ cho mấy anh em mình nha, để làm ra những clip hay và vui cho các bạn xem. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ai ok rồi, chào các bạn. Mình là không quẹt. Mình mới nói gì hơn thì các bạn nhớ đăng ký mấy kênh của các bạn mình thôi, chứ mình không biết chứ mình không có chơi kênh. Mình là Quỳnh hả? Mình là cộng sự của Hải Quản TV. À, xin giới thiệu với anh em, đây là người quản trị kênh của Hải Quản TV. Hải Quản TV chỉ là diễn viên thôi, gọi là kỹ thuật và hình ảnh, là đây là người phụ nữ tài hoa này quản lý. Này gọi cộng sự dài đó là vậy đó. À, ok anh em, hồi này đến giờ thì mình tạm thời tắt máy quay để thứ nhất mình lên đến đây thì mình sẽ giao lưu học hỏi với một số anh em YouTuber, nhất là YouTuber nổi tiếng giống như Hải Quản á, thì mình sẽ học hỏi một số kinh nghiệm của anh để làm cho nó hơn. Thì sau một cái thời gian tìm hiểu á thì mình anh em mình cũng gọi là bàn luận với nhau, có những cái thì chưa quay kìa, có những cái thì rồi có những cái thì mình biết, hoặc là còn ngại mình chưa. Ủa, biết mà sao có những cái mà không có những được ta? À, bởi vì anh em mình là giống được. Thì anh em mình gọi là học hỏi để tạo điều kiện cho nó kênh nó càng phát triển, để đem ra các cái video nó chất lượng hơn, nó hay hơn cho anh em, và tìm ra các cái nội dung đúng cho theo cái hướng đi của mình. Thôi video của mình đến đây thì nó cũng hết rồi. À, gọi là đến đây chỉ giao lưu với anh và học hỏi một kinh nghiệm. Thì có gì anh ngồi đó. Anh em có gì thì đăng ký để ủng hộ cho ba anh em mình, cũng giống như là tạo điều kiện giúp đỡ anh em mình để giống như anh Sóc Quẹt, anh sẽ xuất hiện một số ở một số video trong chỗ kênh của anh Hải hoặc là anh Thành đây. Rồi bye bye, chào tất cả anh em nhá. Chào nhá. Chào. Chào. Chào các bạn nhá. À quên, nhớ đăng ký kênh nhá để ủng hộ nhá. Rồi video này là hết nhá.